Người căn dặn phải lấy thanh niên làm nòng cốt trong việc phòng chống lụt, bảo đảm mùa vụ thắng lợi. Người nói, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy phải làm sao cho dân có đủ nước để tăng gia sản xuất. Đất ơi có nhớ những ngày đồng khô có chảy, nước ơi đồng chúng quê mình từ bao giờ ngập úng, câu hỏi ngàn năm xưa hỏi trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất không hay. Nước ơi từ nay nước trong tay ta, đất ơi từ nay đất trong tay ta, lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no, lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no. Trời của ta, đất của ta, tất đất tất vàng chỉ khi nào đủ nước, không úng không hạn tưới tiêu mặc lòng. Nước của ta làm giàu đất của ta, nước phù sa đẹp màu lúa đồng ta. Đôi ta yêu nhau như đất và nước, đẹp mùa hò hẹn như trăng đêm rằm trăng tròn, như cánh đồng hàn nước về, như cánh đồng uống nước đi, nhịp nhàng phơi phới ơ, đẹp mùa lúa mới ơ, thoảng bay trong gió ơ, mùi xăng dầu gợi những ước mơ xa. Nước ơi từ nay nước trong tay ta, đất ơi từ nay đất trong tay ta, lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no, lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no.